Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận một tóc cần Death Row. Thì một tóc cần Death Row này giá khoảng 10 đô các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mở từ trong start chatbot. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Sorry các bạn, mình sẽ get được hai tóc cần Death Row, một tóc cần Death Row bằng 5 OTT các bạn. Rồi bấm join này góp. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group kênh seller này các bạn. Join vào kênh group nè. Tiếp tục các bạn join vào cái seller đó nè. Rồi tiếp tục trên tài Twitter nữa các bạn follow nè. Trên tài Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Đây thì nó không kêu cầu tài quyết thì mình không có tài quyết nha các bạn. Để tránh tài quyết bị phá các bạn. Rồi sorry các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow fanpage Facebook nè. Sorry lâu dữ, trên fanpage Facebook thì bạn bấm vào theo dõi nha tất cả các bạn. Xong tiêu luôn người ta. Rồi trên fanpage nữa các bạn theo dõi các bạn. Vì mình đã đang theo dõi rồi các bạn. Đấy. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào submit đi tên, tiếp tục bạn bấm done. Tiếp tục bạn gửi được đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Bạn nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào mục hồ sơ nè. Bạn nhấp vào trên cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ check liên kết nha bạn. Rồi bạn mới đập được. Rồi các bạn dán vào đây nha bạn. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Thì trên Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook nè. Fan nè. Rồi các bạn mới đập được. Các bạn nhấp vào anh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào bao cạnh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nè. Rồi bạn mới đập lên nè. Rồi bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube của Death nha các bạn. Hoặc các bạn thể dùng địa chỉ tag trên với MetaMask các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain vào. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi các bạn xôn chào nguồn này gấp nữa các bạn. Rồi bạn bắt đứt lên nè. Bấm done. Rồi nó hỏi có Suki Wishbot không? Bạn bấm set nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho ông bà và người thân các bạn. Các bạn vào đây các bạn tweet những cái các bạn. Đòi ta. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet ra đi các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận hai tóc cần Death Row đến nay cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.